Rồi, xin chào các bạn, hôm nay có vài món nữa. Tỉa lai rai nữa rồi. Giờ lấy nhiều quá đâu có được, đâu có đâu phải. Người lúc nào cũng đông như kiến. Hàng thì ít, giá nó lại lên. Đầu tiên là cái kìm bấm cót khoảng 200 bao ship. Này bấm được 1, 2, 3, 4 của Nhật nè, có dấu này. Hai trăm bao ship bằng các bạn mua cây Đài Loan ở đây, nhưng mà nó cứng cáp á, dày nè. 1252 5.58. Bằng mua cây ở đây giá cũng trăm mấy, 200, mình này mình bán 200 bao ship luôn, cái nào được mình bán nhanh cho nó đi lấy tiền làm việc khác. Nói chung mấy cái đồ nghề này nó bán nó cũng là vật kiếm cà phê đó bạn, chả có ăn thua gì. Mã số 2, 220.000, gồm 2, 4, 6 mũi vít vẹt xeo nha, mà màu vàng. Có một cái này nó dài hình như của Anex chứ không phải vật xeo, còn mấy cái vàng vàng này là của vật xeo nè, xeo da băng này. Ở này vật xeo luôn, có mũi này là để 3 tấc. Rồi mũi thon để mở mấy cái chỗ khuất khuất, chỗ nó hẹp hẹp á. Mũi số 2, mũi số 2, số 2, số 2. Có con cây này số 1 nè. Giá 220. Tại mình bán như thức chuyển khoản nha, mã hàng nào bán rồi mình ghi trước tiêu đề nên nhiều khi nhắn mà không trả lời hết anh em thông cảm. Số 3, một cây cưa để này đi bỏ túi đi, mấy anh em hay đi phượt đi gì đó, gọi là gọn anh em. Ship lại nó còn có tắc à, tắc rưỡi dễ bỏ túi. Lưỡi mịn nha, giá 170. Mã số 4, cây kìm cắt móng tay 180, thằng cái kéo cắt thủ công nè, thủ công về cho hay có con nó học đó, cho nó các thủ công kéo Nhật, để là ten lít nha, khép không rỉ tại nó sơn đen lên thôi, bén lắm, các thủ công là hết bài. Nhật nó làm mà có chữ da băng. Cái kìm này thì tính ra nó giá nó bằng cái kìm nghĩa thôi, nhiều khi rẻ hơn cái kìm nghĩa cao cấp nữa này, mà của Nhật bán 180 nè. Cái kìm thôi mà nó làm có giấy Cthulhu về hướng dẫn sử dụng không biết dẫn gì. Bỏ vô để nó rớt nó hư cái mũi. Số 4, 180. Số 5 là 209 cái máy mài nữa. Mài nhám. Lỗ 10 ly, cốt 10 nè. Và giày đá, viên đá rắn đây là 23.
hiên nhám á. Này 9.6. 9.6 thì anh em về có thể chế, thấy cái chân nó cũng còn cỡ nè, anh em cắt chế gì đó, xài pin Natural hoặc anh em đóng pin đóng 3 cell, 6 cell gì đó, 6 cell mà đóng đâu 12.6. Tại vì pin Niken sạc đầy nó cũng khoảng 11 vô này. 12 được. 9.6 mình nâng lên 12. Ok. Còn máy 12 á, cái máy 12 mà anh em nâng lên nó 14.4 á, sạc đầy nó 16.8 thì nó hơi vượt nha. Cái này nó chạy cũng đầm lắm nè, máy của Nhật. Ở đây bằng nhôm nè, nhiều quá nè. Cái viền trường này là bằng nhôm. Đây này thì cái bảo vệ này bằng sắt. Vậy thôi, máy mài. Ở bên đây cộng mình có đánh dấu rồi. Tại nó cái chân nó sâu quá, thép nó hơi khó. Chân hơi sâu, test nó hơi khó, nhưng mà mình cũng test cho anh em an tâm. Với lại sao nhiều khi nó mắc công có nói này nói kia nó phiền, phải không? Tức là làm việc nhỏ nè. Cá nhám này thì chắc mua cũng dễ thôi, nghĩ vậy. Nó chế ra là mình phải những cái hãng đá là phải chế theo những cái hãng của Nhật chứ không. Cái này cái dòng máy này nó có cái mấy cái bơm hơi nữa, xài chung với cái mình này luôn nè. Đợt này mình có máy mài. Máy này hiếm. 290 bao ship. Mã số 6 bán 270 anh em, phục biến thế. Biến thế này bằng đồng quá mà nó nặng nha. Tổng khối lượng này 5 kg, biến thế hình xiến nè. Nó điện vô 220. Ở đây nó ghi 240 luôn, tối đa 240. 220 ra là 0.12 nè. 0.40V nè, AC nha. Thì đây nó không biết nó xài, nó nắng chỉnh lu nó xài gì vậy. Nó vậy đó. Bán 270 cho anh em nào có chế sạc gì á mà ở cái mức áp này thì anh em ấy nha, theo biến thế nè. Đây nó có cổng 12 mà sao dây nhỏ. Còn cái cổng này dây lớn nè. Nặng cân cục này 5 kg. Bình thường anh em mua biến thế hoàn cầu ba lớn vậy thôi à, nó cũng là nó 150 rồi. Mình bán 270 bao ship và cái app đó thì ra cái mức đó nha anh em. Anh em có chế sạc của cái gì đó, anh em lấy cái này biến thế này thì cái biến thế đó, nó sẽ ổn hơn là cái mạch điện tử. Cái điều nhược điểm nó là nặng thôi, nó bền hơn, nó bền hơn mấy nguồn xung. Anh em có chế gì thì anh em làm là cái mạch chỉnh lưu ở đây nó chế hai chân con cầu đi ót với lại cái tụ mình bán người ta mua ở đó mình chế sạc rồi nhưng mình không có làm, mình bán. Số 7 cái đèn pin anh em 280. Đèn pin này nó xài pin đại á, thấy cũng đẹp lắm mà nó ánh sáng nó thì được thôi, không có ánh sáng là được, mình không thích lắm. Chỉ có mình ráng mình nói thiệt nha, mình thích rồi mình nói thích, không thích thì thôi, tùy anh em thôi. Nó có hơi có cái chấm ở giữa thôi, nó hơi có cái quần của hiệu Fujitsu Nhật ngoài đó. Này bằng nhôm, bóng này bóng led. Anh em về có thể độ lại theo ý của mình bán vậy thôi, nhìn nó biết xịn nữa không, ốc là ốc sao 280.
Số 8 bán cái vỏ pin đây nè. Cái vỏ pin này mình dán lại ốc vít, nó vít để bắt vỏ pin nằm đây nè, IR 207 nè. Mạch đẹp đó. Nó bị hơi vô bãi, nó để ẩm nó mới hư. Bên này đẹp ha. Bên này ẩm nè. Đó, nó hư một cặp hai cặp. Cái đứt sợi dây đây nè. Cái này cũng hiếm đăng vậy thôi, anh em nào có nhu cầu thì chia không, mấy cái vỏ này mình giữ đó. Lâu lâu tỉa được cái máy ghép vô bán nó phê hơn. 207 luôn, mã số 9. Snap-on đẹp á. Này nó dơ anh em, rõ là đẹp liền. Tem nó đẹp. Snap-on 18. Tay nó cũng vậy. Nó bị ẩm, nó phóng điện nó hư như một cặp. Hơi cặp này nè. Pin Snap-on nó xài pin trắng trắng này nè. Pin này xả cao lắm. Nhưng mà nó lúc nó chết rồi nó không có chết kiểu giống như Samsung ha. Nó chết kiểu khác. Cái này nó còn sống như 3 cặp luôn đi. Số 10, cái vỏ pin Snap-on nè. 350 nè. Cái này vừa xài 14, vừa xài 7.2, vừa xài 14 là trong cái máy nó có cái dắt để đấu lại. Mình đo ở đây nè, cộng trừ ra còn 8.4. 8.4 mình nghĩ là 2 cell nó còn đầy á. Nó 4 cell nhưng mà mình đo đường này là cái đường nối tiếp. Cái đường song song. Trong cái máy nó có dắt kết hợp sao á, mà cắm vô á là nó thành 4 cell nối tiếp, hoặc là nó chia thành hai cặp song song nữa thì nó mới ra 14 được không? 7.2 nè. Trong đây có 4 cell. 7.2 thì nó chia thành hai cặp này mắc nối tiếp nhau. Còn nếu mà nó 14.4 thì nó phải là 4 viên này nối tiếp. Do là cái cách bố trí chân thôi ha. Thì mình đo ở đây ra nó còn 8.4 hai chân này. À, chưa mở rồi nè. Rồi anh em, bán có nhiêu đây à? Cái mình soạn ít gì đó. Ngày gom vài món. Chứ không có nhiều. Thì bán những cái đồ tin thì có nhiều lúc thì những thứ anh em cần thôi. Cần thì mua ủng hộ mình. Thứ hai là mua để anh em giải quyết cái nhu cầu. Nhiều anh em có máy mà anh em thiếu pin. Thì anh em mua vỏ pin về anh em đóng lại. Rồi xin cảm ơn, chào hẹn lại anh em tiếp sau nha. Mã số nào bán rồi mình ghi trước tiêu đề nha. Hết là mình bán hết rồi mình xóa số điện thoại nè. Có khi clip nào cũng ngắn nó ấy mà mình xóa luôn clip.